Ca sĩ Miu Lê, tôi cô đơn. Miu Lê, 32 tuổi, nói bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng sâu thẳm là sự cô đơn vì ít bạn bè, bố qua đời, mẹ sống ở Canada. Ngày 30 tháng 10, Miu Lê giới thiệu MV Cô đơn đã quá bình thường, Olise, đánh dấu sự trở lại âm nhạc sau một năm. Ca sĩ dành thời gian để nói về góc khuất sau ánh hào quang mà trước đến nay ít khi trải lòng. Khán giả nhận xét Miu Lê nhiều năng lượng, hay pha trò, tính cách hài hước. Tuy nhiên, cô cho biết thuộc kiểu người sống nội tâm, ít chia sẻ chuyện buồn cùng người khác. Khoảng thời gian khó khăn nhất với ca sĩ là khi phải sống xa gia đình, một mình tự lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Bố đi nước ngoài làm ăn lúc cô mới 5 tuổi. Khi Miu Lê học cấp 3, mẹ cũng quyết định sang Canada định cư. Cô nói, tôi từng lao vào công việc để quên đi cảm giác thèm muốn bữa cơm gia đình. Nhiều năm qua, tôi gần như không có Tết, không sắm sửa gì vì thấy không có ý nghĩa. Cách đây 2 năm khi sống giữa dịch, tôi càng thấm thía sự cô đơn. Đầu năm, bố ca sĩ qua đời, khiến sự trống trải trong lòng cô càng lớn. Khi mọi người hỏi thăm, cô tỏ ra ổn, mạnh mẽ nhưng cho biết đã nhiều lần khóc một mình. Ngoài ra, Miu Lê nhận bản thân có ít bạn trong showbiz. Trước đây, cô thỉnh thoảng tụ tập, đi chơi nhưng khi lớn hơn lại thích cảm giác một mình. Mỗi ngày, nếu không đi diễn, cô ở nhà nghe nhạc, đọc sách, đến phòng gym, tự nấu nướng, chơi cùng thú cưng. Ca sĩ cũng không áp lực chuyện yêu đương sau khi trải qua vài mối tình. Với Miu Lê, cô đơn dần trở thành trạng thái bình thường. Cô giữ cảm xúc riêng cho bản thân, không biến mọi thứ trở nên tiêu cực hay ảnh hưởng đến người xung quanh. Vào tháng 11, tôi sẽ đón mẹ từ Canada về nước sống sau biến cố gia đình. Tôi đang mong chờ ngày đoàn tụ, chắc chắn cuộc sống với tôi sẽ ấm áp hơn, cô nói. Miu Lê lấy cảm xúc trong cuộc sống cá nhân để thực hiện sản phẩm âm nhạc. Cô đơn đã quá bình thường thuộc thể loại pop pha R&B. Ca sĩ nhận bản demo từ Olise cách đây 4 năm, chưa ra mắt vì thấy cần thêm trải nghiệm sống. Trong bài hát có đoạn Miu Lê tâm đắc vì đúng tâm trạng, cảm giác có những nỗi đau đang đợi. Cảm giác cứ như con tàu xa khơi. Cảm giác lên đêm suốt bao năm dài. Mà sao không một ai cùng tôi ở lại. Trong MV, Miu Lê hóa thân thành diễn viên nổi tiếng, rũ bỏ áp lực công việc, tìm đến vùng đất lạ, hòa vào cuộc sống cùng người dân làng chài. Nhờ đó, cô dần tìm lại cảm hứng, trở nên tươi mới. Đạo diễn Lê Hoàng, fan gia Nhật Linh cho biết theo dõi chặng đường phát triển sự nghiệp của Miu Lê. Vui khi thấy cô ngày càng trưởng thành. Chúc nhân xúc động khi xem khoảnh khắc dàn đồng ca cuối MV. Trong cuộc sống, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác buồn tủi. Tôi thích cách Miu Lê biến nỗi cô đơn trở nên tích cực, ấm áp, ca sĩ nói. Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Năm 2009, cô bắt đầu tham gia phim Những Thiên Thần Áo Trắng, đạo diễn Lê Hoàng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em Là Bà Nội Của Anh, Phan Gia Nhật Linh, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Hàm Trần, Anh Thầy Ngôi Sao, Đức Thịnh. Cuối năm, cô tái xuất qua Chiếm Đoạt, phim điện ảnh Việt được đài KBS Hàn Quốc đầu tư. Với âm nhạc, cô từng ra mắt nhiều sản phẩm tạo hit như Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện, Phương Anh Tú, Thầm Thương Trộm Nhớ, Hứa Kim Tuyền, Vì Mẹ Em Bắt Chia Tay, Châu Đăng Khoa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.